nằm khuất xa nơi cánh đồng ở thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động là ngôi nhà của ba mẹ con em Ngô Thị Diễm Quỳnh. Mấy năm trước, nhà nước có chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiền để xây nhà, nhưng chị Ngô Thị Oanh, mẹ Quỳnh không dám nhận, vì có nhận cũng chẳng lấy đâu thêm tiền để xây nhà mới. Quỳnh năm nay 10 tuổi, ký ức về cha chỉ là tấm di ảnh trên ban thờ và những lời kể nghẹn ngào của bà nội. Bố nó chết 12 tháng 7, đến 18 tháng 8 là nó đẻ. Mà nhìn cái cảnh thì nghĩ rằng là ai đến cũng phải thương xót. Có khi nào mà Quỳnh cảm thấy nhớ bố nó chia sẻ với bạn không? Nhớ chứ, nó bảo rằng là đời con chả bao giờ mà được gặp mặt bố con. Nó nói lắm, lúc nghĩ nó thương lắm cơ, khổ. Thỉnh thoảng nhớ là nhìn đến cái ảnh. Sau khi chồng mất, chị Oanh đành nén nỗi đau mất chồng, gắng gượng nuôi hai đứa con thơ. Vốn thể trạng yếu nên chị Oanh xin đi nhặt chỉ tại một công ty may gần nhà, làm việc từ sáng tới khuya, mỗi tháng được 3 triệu đồng. Số tiền này chỉ đủ để ba mẹ con trang trải cuộc sống, chứ chẳng mong gì có tích lũy cho tương lai. Ngay từ lúc sinh ra, Quỳnh đã không được khỏe mạnh như các bạn. Cô bé gầy gò, lại mắc bệnh khớp. Hàng ngày, hai anh em Quỳnh ở cùng ông bà nội cho tới khuya. Khi mẹ đi làm về, ba mẹ con mới dắt díu nhau trở về ngôi nhà ở ngoài đồng. Đấy cũng là lúc Quỳnh cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Ước mơ sau này của Quỳnh là làm gì? Cháu làm nghề may. Vì sao vậy? Vì cháu muốn giúp đỡ mẹ cháu. Cháu muốn mẹ cháu có thời gian cho cháu. Cháu chỉ được gặp mẹ từ lúc sáng, xong buổi tối cháu mới được gặp. Mồ côi cha lại chẳng có mấy thời gian được ở bên mẹ, nên ước mơ của Quỳnh cũng chất chứa những nỗi cô đơn buồn tủi. Dẫu vậy, em vẫn luôn cố gắng học giỏi để làm vui lòng mẹ và ông bà. 4 năm cắp sách tới trường, Quỳnh đều được các thầy cô giáo đánh giá là chăm ngoan học giỏi. Trong lớp, em cũng rất hòa đồng với các bạn. Cháu rất là có ý thức học tập. Trong lớp thì hoạt động nhóm, em rất là tương tác tốt với các bạn và năng động, chịu khó. Thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, gia cảnh lại nhiều khó khăn. Đó cũng chính là động lực để hàng ngày Diễm Quỳnh nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, trở thành người có ích trong tương lai. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến với buổi lễ chào bổng chắp cánh ước mơ tại trường tiểu học Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Bảo trợ Thông tin và Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến với buổi lễ trao học bổng, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía nhà tài trợ VNPT Hưng Yên, xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hưng Yên. Về phía nhà tài trợ Vietcombank Hưng Yên, xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hưng Yên, trưởng phòng khách hàng bán lẻ. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Duy, trưởng phòng chính trị tư tưởng. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần đầu của chương trình chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị hoàn cảnh của em Ngô Thị Diễm Quỳnh, là một em học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tuy nhiên thì Quỳnh rất giàu nghị lực, vươn lên đạt rất nhiều thành tích cao trong quá trình học tập. Và ngày hôm nay thì Ngô Thị Diễm Quỳnh sẽ nhận được một suất học bổng trị giá 12 triệu đồng do VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên tài trợ. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hưng Yên và ông Vũ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hưng Yên, trưởng phòng khách hàng bán lẻ sẽ lên trao học bổng cho em Ngô Thị Diễm Quỳnh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Vũ Quang Huy và ông Vũ Việt Hùng đã trao học bổng cho em Ngô Thị Diễm Quỳnh và hy vọng rằng đây sẽ là động lực để Diễm Quỳnh vượt qua những khó khăn, tiếp tục đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong quá trình học tập. Và nếu như quý vị cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của em Diễm Quỳnh thì hãy đừng ngần ngại chia sẻ với em những khó khăn trong cuộc sống. Tới đây thì chương trình cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.